gửi thơ cho anh như vậy? Coi kìa, sao em không nói? Em làm anh muốn điên lên nè. Tại sao có bức thư này? Ngọc, em trả lời đi. Em nghe không? Em trả lời đi. Tôi đã nói hết trong thơ rồi, còn lời lẽ đâu mà nói nữa. Vậy là em muốn chúng ta xa nhau vĩnh viễn phải không? Ngọc, phải không? Ngọc à, đừng, anh đừng chạm vào người tôi. Hãy trả tất cả những thư từ tôi đã gửi cho anh, cũng như những gì lưu niệm trước đây anh đã trao cho tôi. Và xin anh đừng tìm tôi nữa làm gì. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Anh làm điều gì mà em muốn tuyệt nghề giàu? Phải cho anh biết nguyên do chứ. Tại tôi muốn vậy, không phải lỗi ở anh. Anh về đi đừng đến mạng tới đây. Nghĩa là em nhất quyết đoạn tình. Thôi được, cô phản bội chứ không phải tôi. Đây, trả hết cho cô đó. Đếm kỹ lại xem có thiếu món gì không. Không cần, anh đi đi, và đừng bao giờ tới đây nữa. Được rồi, ý cô muốn như vậy mà. Chào cô. Ủa, em về hồi nào vậy? Em về từ nãy giờ. Em về lâu sao không lên tiếng? Em có đọc thư anh Châu Quân trên bàn đó không? Có. Chị hai, chị làm chi nên nổi? Anh Châu thương chị thật tình mà. Hồi nãy em thấy anh ấy có vẻ khổ tâm lắm đó. Chị hai, có phải là chị muốn thử thách tình yêu với anh Châu không? Quyên, bộ em tưởng chị tự ý muốn xa anh Châu sao? Chị nói cho em biết, cách đây 4 ngày, vào buổi sáng, lúc em đi chợ, có một thiếu phụ tìm tới đây. Ai vậy chị? Sao chị không cho em biết? Biết để làm gì? Chị đã nói là chị cần giải quyết một mình thôi. Nhưng mà bà ta là ai? Bà ta lại muốn gì? Chị hai à, bà ta không muốn gì hết. Bà ta nài nỉ chị nên để yên cho gia đình bà ta. Quyên ơi, chị khổ lắm Quyên ơi. Nhưng bà ta là ai? Sao chị không nói cho em nghe? Bà ta là vợ chánh tước của anh Châu. Trời ơi, anh Châu anh đã cưới vợ. Bà ấy là Lê Thị Thùy Vân, vợ chính thức của anh Châu. Đây là bức ảnh chụp chung của hai người đang quỳ làm lễ trước bàn thờ. Thật là đồ điếu giả lừa manh tán tình. Chị không nói sớm, em chửi một trận cho xem. Chửi làm gì em? Lỗi tại mình thôi. Chị hiền quá sao được. Em sẽ gạt mặt nói cho chị xem. Không, Quyên ơi, lỗi tại chị không xét cho cẩn thận. Bây giờ có hờn giận ăn năn thì chuyện cũng đã qua rồi. Tình yêu trên dưới mình họa lịch sử biết bao.
lần nữa hả? Em sẽ cho đòn gánh vô đầu nó liền á. Đừng, đừng em. Chị đã nói với em rồi mà, chị gian em mà. Quyên ơi, dù sao thì tâm hồn chị đã in sâu không hình dấu trong tâm nào. Thì dù cho tôi chết chị cũng khó là phai. Thương người đàn bà xa lạ tới đây, nói rõ chuyện hôn nhân của bà ta và cháu cử hành hôn lễ. Quyên ơi, chị chết lặng toàn thân run rẩy, đôi môi không nói được nên lời. Người ta có vợ rồi, mình còn ước vọng làm chi? Mình là kẻ đến sau, dù là mình không biết, không trộm hạnh phúc của người, thà mình đành ôm trọn thiên đau. Nó hại mình thì nó phải lãnh hậu quả chứ. Em phải đi tìm nó mới được. Quyên, chị lại em mà. Em đi, chị chết ngay bây giờ đó. Chứ chị khóc hoài, làm sao mà em chịu nổi chứ. Quyên, em đừng cãi lời chị. Trong việc này, chị chỉ muốn im hơi lặng tiếng, và không muốn ai nhắc tới nữa. Mà làm chi, không có ý nghĩ bậy bạ đâu. Chị hứa thì em tin. Vậy nghe chị hai à, em thương chị lắm. Thôi bây giờ chị đừng có khóc nữa. Em trở ra chợ nghe chị. Em đi đi. Trong mê say bên rừng cây ái ân đậm nồng và cuộc
Bộ bữa nay nó bỏ học phải không? Để coi coi. Cháu à, vô ba hỏi chút coi con. Dạ thưa ba má, bữa nay trong người con sao vậy? Dạ thưa ba, con có sao đâu. Tiếng rồ máy xe của con, ba cũng hiểu là con có chuyện gì bực dọc rồi. Dạ con có chuyện buồn nên con chán học quá ba má à. Con quên là con sắp ra trường rồi sao? Con nhớ nhưng không giải quyết được gì. Con đang có chuyện khổ tâm, xin ba má cho phép con nghỉ học luôn, xin phép cho con lên lầu. Châu con, ba thật không hiểu gì hết. Ba má chỉ có bổn phận lo cho con đi học, còn nên hay không là tự con biết. Muốn học ngành nào ba cho con theo ngành ấy. Và bây giờ con cũng sắp ra trường, con bỏ ngang sợ thua chút người ta, chừng đó con sẽ ân hận suốt đời. Thưa ba, con biết ba buồn nếu con bỏ học, nhưng hiện giờ con chán học quá rồi. Tại sao lại có chuyện lạ lùng, gần ra trường mà sao con quá điên khùng hay sao? Con chán nản điều chi, hãy cho biết sự thật rồi ba má lo cho con tới cùng mà. Dù có phải hao tốn hết gia tài, ba má cũng sẵn sàng không tiếc rẻ với con. Về vật chất thì ba má lo cho con đủ hết, nhưng không biết sao đầu óc con nó loạn cuồng, rồi con buồn, con rất khổ tâm. Thì hãy nói thật để ba má tận tường. Ba chỉ muốn con học cho tới nơi tới chốn, không phải để rồi ba má nhờ vả con. Nhưng có cái nghề dù sao cũng sướng hơn, tương lai còn được đảm bảo, chứ cái sản nghiệp với gia đình mình nào có nghĩa gì đâu. Thời buổi giặc giả này mà, một ngọn lửa cũng đủ tiêu tan hết. Con xin lỗi ba má, quả tình con buồn khổ lắm, con chưa nói ra được. Xin phép ba má cho con được lên lầu nghỉ. Ông ơi. Hả? Thằng này nó ăn nói cái giọng chán nản giống như người bị thất tình vậy ông mà. Còn thất tình gì nữa, vợ chồng nó đã làm lễ hỏi, chờ nó ra trường là cưới thôi, còn cái gì nữa mà thất tình. Ông không để ý từ 3 tháng nay thì dân nó không lên nhà mình nữa sao? Ở Sài Gòn buôn bán chứ đâu có ở không. Hơn nữa thì dân nó cũng cố đi học vì nó không muốn thua súc Hàng Châu. Tôi định nói với ông cái chuyện này đã lâu, có bộ thằng Châu không yêu con Thùy Vân đâu, nó bằng lòng là tại muốn chiều mình thôi. Bà nói vậy nghĩa là ý tại tôi ép buộc. Không ép buộc nhưng tụi nó chưa tìm hiểu nhau thật tình. Bộ con gái người ta để sẵn tìm hiểu hay sao? Giá lại anh bảo với tôi cũng là chỗ bè bạn, một cưới Thùy Vân không xứng đáng hay sao? Nhưng không yêu nhau làm sao ở lâu bền. Ví dụ nó muốn bãi hôn ước với Thùy Vân chẳng hạn. Trời ơi, thì ông có ý gì nói với anh Bảo chuyện này? Trời đất ơi, vậy là bà cắt cái mặt tôi bà bỏ đi rồi. Bãi hôn ước tôi ăn nói làm sao? Ủa, xe của anh Bảo mà. Đúng rồi, có cả Thùy Vân lên nữa kìa. À, mừng anh chị xui. À, mừng anh, chị không đi hả anh? À, bà coi nhà, con nhỏ nó bệnh hoài, tôi đưa lên đây đổ gió ít lâu xem sao. Dạ, con kính chào ba má. Lại đây con đau sao vậy? Dạ, con cứ mệt hoài à. Con à, má con mạnh hả con? Dạ thưa mạnh. Con má ở trên này cũng khỏe hả má? Trên này nhờ không khí mát mẻ nên má cũng bệnh giặt thôi à con à. Nè, có đứa nào đó không bay? Lên gọi cậu hai xuống coi, nói nó có ông Nhạc ở Sài Gòn lên nghe chưa. Dạ thưa má, để con lên gọi ảnh. Ừ, con lên đi. Ai đó? Dạ em Vân đây. Kìa Vân. Anh Vân lên trên này hồi nào vậy?
Dạ em mới lên. Em lên với ba. Anh không cho phép em vào phòng được sao? Xin lỗi, anh lãng phí quá. Mời em vào. Ngồi đi em. Gian phòng này cũng y nguyên như trước, anh chẳng thay đổi một chút gì cả. Em thích nhất là chỗ cửa sổ này, nhìn đi khắp đồi Đà Lạt. Em có cảm giác như là mình đang ở giữa rừng thông vậy. Vâng. Vân không giận anh sao? Sao lại không giận? Em khổ quá mà, anh có biết đâu. Anh xin lỗi em. Thà là anh giết em, chứ anh đừng có hành hạ em. Cái gì đâu mà, mấy tháng nay anh đâu còn nhớ tới. Phải khi em có lỗi nặng nề chi lắm. Cái gì mà anh vẫn mong biệt tâm để cho em phải khóc thầm. Anh xin lỗi đã làm khổ cho em. Em không oán hận anh sao? Đã yêu anh lắm thì có gì đâu mà em oán hận. Nhưng hơi buồn vì lễ hỏi vừa xong mà anh lại giao du đừng chia sẻ ân tình. Em thức mình đến gặp cô ta. Tội nghiệp khi hiểu ra cổ rất là đau buồn, rưng rưng nước mắt không nói thành câu. Ủa, em nói cái gì? Em nói cô nào? Mà quên, em có nói ai đâu. Khi không cái em nói lạc đề hả? Em lên trên này với ba, có chuyện chi không em? Em xin với ba lên đây nghỉ mát. Nhưng thật sự thì... Gì quay nơi khác vậy? Nhưng thật sự thì sao em? Còn hỏi nữa. Thôi, anh biết rồi. Anh làm bộ đó. Làm bộ gì em? Làm ra lăng với em chứ gì. Chứng tỏ thật tình của anh cho em thấy nè. Cậu hai ơi, cậu hai. Ý chết, ai kìa anh? Dì hai à, có gì đó dì hai? Xuống có ông ở Sài Gòn lên. Tôi nghe rồi. Kỳ quá hả? Ba má biểu lên kêu anh, anh không xuống, còn để cho người khác lên kêu nữa, thấy kỳ không? Có gì mà kỳ, bộ ba má không biết tụi mình sao? Vợ chồng sắp cưới mà, kỳ gì em? Anh không chịu xuống liền, thế nào ba má cũng nghi em với anh. Ôi, kể như vợ chồng rồi, ba má có nghi cũng được mà, có sao đâu. Bây giờ em xuống cho ba má cùng vui ha. Anh xuống với em chứ. Xuống một lượt hả? Ba má cười chết. Ba má sẽ tưởng lầm nãy giờ ở trên này tụi mình chắc có gì đây. Thôi em xuống trước đi để khỏi ngượng ngùng. Anh đã nói vợ chồng của mình sắp cưới, có tưởng lầm thì cũng chẳng sao. Trước sau gì mình cũng ở với nhau. Tới chừng lễ cưới bảo cũng chiều. Vậy hả? Vậy thôi em xuống trước nha. Nàng cũng dễ thương quá chứ. Còn Ngọc, tại sao Ngọc đột ngột dứt khoát với mình? Ngọc đòi lại tất cả những thứ từng kỷ niệm. Chắc chắn Ngọc đã có người yêu khác rồi. Thôi bỏ đi, ta xuống cho ba má cùng vui đã. Dạ, thưa ba má mới lên. Con, anh chị xui thấy không? Mấy tháng nay con dân nhà tôi nó cứ giàu giàu hoài. Lên đây nó thấy mặt thằng Châu là nó tươi cười liền vậy đó. Thì Châu này có khác gì đâu. Nằm miết ở trong phòng mà cho tới cháu dần lên á mới tươi cười đó chứ. Vậy là thằng này nó nhớ vợ rồi. Giờ thì hai đứa nó cũng vui vẻ rồi. Vậy anh chị tính sớm đi chứ, cho mình có cháu ấm bồng chứ. Chứ sao Châu, sao con? Dạ, tùy ý ba má định cho hai con.
giỏi hả cô? Cảm ơn. Anh còn nhớ tới tôi nữa sao? Coi kìa, sao lại không? Không lẽ Quyên cũng cùng một ý với chị Quyên, không muốn nhìn mặt tôi sao? Mặt anh thì có gì đáng mà nhìn, cũng như bao nhiêu họ sở khác thôi. Quyên, sao lại nặng lời với tôi như vậy? Ai sở khanh? Ai hả? Ai thì tự anh biết. Lạ chưa? Sao cô hỗn hào với tôi như vậy? Chị cô phủ phàng với tôi, tôi không cưới Thùy Vân sao được? Một có một mình chị cô à? Anh canh đi, hãy trả lời những câu tôi hỏi. Tại sao anh đã cưới Thùy Vân rồi mà anh còn lui tới với chị của tôi? Từ hơn một nay tôi có gặp Ngọc bao giờ? Ngọc đuổi tôi ra khỏi nhà chắc cô chưa biết được. Nhưng trước đó anh có vợ mà còn gạt lừa, vì yêu vòng một mà chị tôi không còn ngừa, do đó mới xa vào cảm bẫy của sợ khanh. Cô Quyên, trước kia tôi nào có cưới vợ. Chỉ với ai, ai đến nhà của tuổi này? Bà ta nói đám cưới với anh đàng hoàng, rồi đưa tấm hình đám cưới cho chị tôi xem. Bà ta còn có ý muốn chọc tức chị tôi nữa chứ. Có chuyện đó sao? Ai tới mà tới hồi nào? Anh cứ về hỏi lại bà Thùy Vân, chắc chắn bà tới trước ngày chị tôi đuổi anh mà. Thôi, chào anh. Khoan đã, cô Quyên. Sao? Anh còn muốn nói gì nữa? Anh chưa đủ hay sao? Quyên, chắc có sự hiểu lầm rồi. Tôi mới cưới vợ chưa đầy một tháng nay mà. Chưa đầy một tháng? Nói nghe giống thiệt ghê chưa? Thôi thôi đi ông nội, tôi thấy hình cưới của ông rõ ràng mà. Hai người quỳ lại trước bàn thờ, tôi nói ra để anh đừng đạo đức giả gạt tiếp theo. Đúng là sự hiểu lầm chứ tôi nào có lường gạt. Quyên mới nói sao thì dân tới nhà là sự thật. Không lẽ nãy giờ tôi nói toàn là nói dối? Quyên, Quyên làm ơn nói hết cho tôi nghe. Được, em thương chị, có gặp châu cũng đừng nói gì hết. Chẳng qua là mình không may mắn trên đường đời. Em thương chị nha, đừng trách cứ ai cả, nghe em. Quyên à, sao cô không nói? Nói làm gì với kẻ bội tình? Cô Quyên, cô hãy xét lại coi, ai là kẻ bội tình? Anh còn đủ can đảm thốt ra những lời đó hay sao? Ai bội tình, ai lừa dối, ai gây ra tội lỗi à? Bộ mặt của anh đã có vợ mà còn lường gạt tình yêu kẻ khác. Trên đời này không thiếu chi những kẻ hèn mạt, nhưng có hèn mạt đến đâu họ cũng có lương tâm chứ không nỡ lường gạt tình. Đạo đức ở đâu, sao không nghĩ lại cho mình? Không lẽ hết gạt người này rồi gạt người khác? Lấy kiến rỏi lòng mình, xem nó đen bạc đến đâu. Chỉ tôi hiền chịu đau khổ mấy lâu, để người đã mỏi mòn vì buồn cho xuống phần. Chấp nhận hy sinh để cho người ta không khổ hận, để rồi người ta lên xe qua vui cười thỏa thích trong đời. Không, tôi không có ý lừa gạt Ngọc. Không có ý lừa gạt vậy chứ anh? Anh đã có vợ mà còn muốn cưới chị tôi để làm cái gì? Bộ anh tưởng chị tôi chịu làm bé canh hay sao? Không, tôi muốn cưới Ngọc làm vợ chính thức mà. Hả? Vợ chính thức à? Phải. Còn bà Thùy Vân, anh bỏ ở đâu? Bà giàu sang và đẹp đẽ hơn chị tôi nhiều. Quyên ơi, em đừng nóng giận mà trách tôi lắm điều. Cưới Thùy Vân là chuyện bất đắc dĩ, tại chị em phủ phàng nỡ thua đuổi tôi đi. Gạt chị tôi rồi, anh nói gạt tôi nữa mà chi? Chuyện nhan nhãn là đủ rồi.
Quyên nên cho tôi biết Thùy Vân tới nhà bao giờ. Anh về mà hỏi vợ anh. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Chào anh. Quyên, Quyên. Trời ơi, vậy là Vân đã tới nhà Ngọc. Có lẽ Vân đã mạng sát Ngọc nên Ngọc mới có thái độ phũ phàng như vậy. Mình buồn vậy? Ờ, có gì đâu. Mình à, buồn mình giận em sao? Em có nói gì đâu. Mình về nhà là em mừng mà. Hay là mình không muốn em đón dưới nhà như vậy? Nếu vậy thì lần sau em không dám đón như vậy nữa đâu. Có gì mà em khóc? Anh có phiền giận gì đâu. Em chờ đón anh dưới nhà. Khi anh về, anh bỏ em anh đi lên trên này à. Người ta chạy theo hỏi, anh cũng không có thèm trả lời nữa. Vậy không phải là anh buồn giận em sao? Anh Châu à, có gì em làm cho anh buồn á, sao anh không nói cho em nghe? Chúng mình đừng giấu che, vợ chồng mà có chuyện hụt hẳn trong nhà thì làm sao mà ăn đời ở kiếp. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, chuyện trong nhà anh hơi bực mình thôi mà. Chuyện gì em có thấy ai nói cái gì đâu. Lúc nào ba má cũng cưng chúng ta, hay có chuyện gì anh hãy thật tình. Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì đâu mà. Rồi tôi đi ra ngoài này cho khuây khỏa trong lòng. Sao hôm nay trong lòng tôi nóng bức quá. Em cũng đi với anh nha. Cô đi theo tôi càng nóng thêm nữa. Coi, coi anh. Đi nữa. Quyên, em tha lỗi cho chị, nhưng chị không thể không thú lộ với em những điều sai sứt trong lòng. Chị hèn quá phải không em? Chị đâu xứng đáng là chị của em. Chị Hai à, có gì mà hèn, chị đừng có nói vậy. Chị là chị của em mà. Nhưng chị không xứng đáng. Chị đã nêu gương xấu cho em, còn làm khổ cho em nữa. Chị Hai, chị đừng có nghĩ xa xôi nữa. Chị đừng tự hành hạ mình. Chị đừng thèm nhớ tới Châu nữa là yên hết. Mình khổ sở, hắn ta còn cười mình, chứ có ích lợi gì đâu. Chỉ khổ sầu hắn ta vẫn điềm nhiên, tài xế người ta làm gì mà em gặp anh Châu ở đâu vậy? Ở gần chợ á. Anh Châu có chào em không? Có. Anh có hỏi gì không? Có. Anh hỏi gì? Thì hỏi chứ có hỏi gì thôi. Không lẽ gặp em mà không hỏi cũng kỳ. Khốn nạn mà, còn hỏi làm gì nữa. Sao anh ta không tỏ một chút gì ân hận vậy? Anh ta là người ta hay là... Thôi chị,
người ta đã như vậy rồi, chỉ có nguyền rủa cỡ nào thì cũng vậy thôi. Vừa qua em đã chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ là còn thương chị lắm. Trời ơi, sao em lại chửi ảnh? Chị đã hứa với người ta rồi mà. Cái gì? Chị hứa cái gì? Trời ơi, chị không có nợ nần gì ai mà phải hứa hết á. Chị Hai à, chị đâu có biết, chị đâu có biết cái người đàn bà đó đó khôn ngoan không thể tưởng. Bà ta chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc riêng mình, còn ai thế nào thì bà cũng mặc kệ ai. Miễn sao với giàu vui vẻ là được rồi. Bà ta tới đây năn nỉ chị thiếu điều muốn lại, nên em mới nói toạc ra cho anh Châu biết chuyện này. Quyền ơi, chị đã hứa với người ta rồi, sẽ không bao giờ tiếp xúc với anh Châu. Vậy à, được, từ đây em không xen vào chuyện riêng của chị. Quyền kìa, em lại giận chị nữa rồi. Không, nhưng em thấy rõ bộ phận của mình không khéo lại làm chị buồn phiền hơn. Đối với Châu em nghĩ khác, còn chị nghĩ khác. Theo em thì anh Châu như thế nào? Nếu em nói thẳng chị có đau lòng không? Không, vì Châu không thể là anh rể của em. Chị Hai, Châu là một kẻ tham lam trong tình cảm, đã có vợ rồi còn muốn cố tình yêu thêm nữa. Người như vậy đâu đáng cho chị trao tình. Chị đã lầm nên đã yên trọn cuộc đời mình. Hắn đã bày ra cảnh tình ngang trái, con gái nhẹ dạ nôn lòng dễ mắc phải gai chông. Đã dướng rồi đâu biết được cho ngày mai, đành cảm ơn hận chưa biết ai mà than khổ. Mình không duyên nên trao tình không nhầm chỗ, nên mãi những thương đau chỉ khó quên được bao giờ. Nghĩa là anh ta có yêu chị, và xem như chuyện tình yêu này là mua vui là giải trí. Không, thể đối với chị anh ta cũng rất quý, nhưng không vượt qua vòng rào gia đình của anh ta. Nghĩa là sao? Chị không hiểu. Nghĩa là anh Châu yêu chị trong phạm vi một tình nhân, và anh ấy vẫn tròn bổn phận đối với gia đình. Như vậy Châu đối với chị có một nửa tấm lòng hay sao? Không có bài toán nào để phân chia được lòng giả của đàn ông đâu chị Hai à. Quyên ơi, hình như có. À, chị nằm xuống nghỉ đi, để em ra tiếp hắn. Em à, em đừng nặng lời nghe em. Chị sao? Tìm tới đây làm chi nữa? Tôi muốn tới đây thăm Ngọc và... Thôi, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Anh đi đi, để yên cho chị em tôi. Anh giàu, có vợ đẹp lắm rồi, hãy lo lấy phần của anh, đừng làm khổ chị tôi thêm nữa. Quyên, tội nghiệp tôi mà, làm ơn cho tôi được gặp Ngọc một lần thôi, vì có nhiều bí ẩn mà tôi không hiểu được. Không thấy được, anh nên về đi là hơn. Anh đã làm khổ chị tôi nhiều lắm rồi, anh biết không? Tội nghiệp mà Quyên. Quyên ơi, nhất định Ngọc vẫn còn yêu tôi. Chuyện xảy ra không phải do Ngọc đâu, cũng không phải do tôi, mà do sự do ai chứ? Mà thôi, chuyện hiểu lầm bây giờ cũng vô dụng. Giờ anh nên về đi, về với gia đình, để yên cho chị tôi.
như lạc lòng xa xăm. Sống mà như kẻ mất linh hồn, nên tôi muốn gặp Ngọc chỉ một lần. Ôi anh à, giờ chị em tôi không còn khờ khạo, mời anh quay bước ra mau. Trời ơi, tôi biết nói thế nào cho Quyên hiểu đây chứ. Anh đừng nói nữa, tôi không nghe đâu. Anh Châu, tôi cấm anh, tôi cấm anh không được tới nhà tôi nữa. Thôi, vậy anh đi. Anh Châu, khoan đã. Trời ơi, chị hai, chị sao đây chị vậy? Quyên à, em để cho chị được nói chuyện với anh Châu một chút. Không được đâu, chị đang đau mà. Chị hết bệnh rồi mà, có bệnh cái gì đâu. Vào trong đi em, cho chị nói chuyện riêng với Châu một chút thôi. Chị hai, đi đi mà. Em hết lời rồi, sao mà chị không nghe em vậy? Chị hiểu, chị có nghe hết những lời em nói nãy giờ rồi. Quyên à, chị cảm ơn em, cảm ơn em đã lo cho chị. Chị hai, em nghe lời chị, nhưng mà chị coi chừng bị gạt lần nữa đó. Em vô nha. Ngọc, em Ngọc, em à. Anh ngồi xuống đó đi. Em Ngọc, trời ơi, sao em ra đến nông nỗi này. Anh ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện nhiều với anh. Mấy lúc này anh như thế nào hả? Anh vẫn vậy, còn em? Em à, em không được khỏe cho lắm. Có lẽ thời tiết bất thường quá. Mà có phải thời tiết bất thường không anh? Khi nóng lúc lạnh, phải không anh? Ngọc ơi, sao em cứ hững hờ? Em không hiểu chú kẻ đang đợi chờ em. Nói đi em, em cứ nói đi, nói thẳng với anh đi. Hoặc có thể mắng chửi anh, chứ em đừng nói xa xôi. Khi anh là người có lỗi, đừng, anh đừng nhắc lại chuyện đó. Mong em đừng phiền nhau. Có gì mà phiền nhau, đừng làm đúng tình bạn thuở năm nào. Chuyện đã qua nó thuộc về dĩ vãng. Thỉnh thoảng anh đến như vậy, không chịu được đâu. Dù chuyện đã qua, em cũng phải cho anh được giải bài. Chắc chắn chúng ta đã có sự hiểu lầm. Không đâu, điều này em chẳng có hiểu
bây giờ anh không thể âm thầm được. Từ đây tim anh nói yêu em thật mà Ngọc. Nói nữa đi anh, dù là những lời nói dối, em xin được nghe anh nói yêu em dù không chân thật. Nói nữa đi anh, bây giờ thì em không còn cách gì để bắt buộc anh nói thật nữa. Ngọc, Ngọc ơi, đối với em anh chưa bao giờ nói vui. Những lời anh vừa thốt ra đâu phải ở bờ môi mà em cho là anh giả dối trong lòng. Vậy là thời gian đã tới đây. Anh nghĩ đúng lắm mà.
phải thủy dân đã tìm đến nhà này trước ngày em xua đuổi anh không? Thủy dân nói cái gì? Em kể hết cho anh nghe đi. Có thể chúng ta lầm hết rồi. Lầm mà Thủy dân đã cho em bức anh, mà hai người đã quỳ lại trước bàn thờ. Còn gì nữa đâu, khi anh đã làm lễ cưới, anh hãy quay về, đừng để người ta phải chờ anh. Biết làm sao tìm lại kỷ niệm qua, cho tôi hết thôi sầu thôi. Chúng ta đã bị gạt rồi. Anh chỉ mới cưới Thùy Vân chưa đầy nửa tháng. Anh cưới vì anh giận em đã xua đuổi anh. Em có biết không? Thùy Vân, Thùy Vân có cho em bức ảnh hai người lại trước bàn thờ mà. Và hai người đã làm lễ thành hôn trước ngày anh yêu em. Rồi bức ảnh đó đâu rồi? Em còn giữ đây không? Đây, bức ảnh đây. Không lẽ anh quên bức ảnh ngày cưới nữa hay sao? Bức ảnh ngày lễ hỏi. Trời ơi, không ngờ Thùy Vân lại ác độc như vậy. Ngày lễ hỏi hả? Ngày lễ hỏi quá cha là lễ cưới rồi. Anh đã hỏi vợ rồi, còn đến đây gạt chị tôi bằng chót lưỡi đầu môi. Vậy tôi thử hỏi lương tri của anh như thế nào? Anh còn bảo là anh gây dựng tương lai. Hoài phải cho anh tâm sự để trút cạn lòng mình. Làm sao cạn được khi mà lòng anh đang trào dâng cái tình cảm sinh tư. Tôi hỏi anh, trong khi anh có vợ, anh còn gạt chỉ tôi, anh là đồ quỷ. Em thì cố mà. Anh xin thề không có dối gạt em Ngọc à. Nhưng tại sao có vợ mà còn đèo bồng chỉ tôi? Trước khi hỏi vợ anh đã yêu Ngọc, theo lời mẹ cha cưới Thùy Vân làm vợ đó là sự bắt buộc. Anh chịu cưới mà bắt buộc gì? Sao tôi thấy 100 người đàn ông, hết 99 người làm bậy, rồi đều trỗi giọng đổ thừa như là anh vậy? Còn sót một người đàn ông không làm bậy là anh đó em à. Dám đâu. Bây giờ tôi mời anh về. Anh đừng ở đây rù rì với chị tôi nữa. Kìa Nguyên, em mà em hãy để anh giải bài đi. Còn giải bài cái gì nữa? Nãy giờ chị không nghe hoàng tử của lòng chị sao? Chị yêu một mình chị thôi. Nhưng mới có mấy ngày xa nhau mà đã làm lễ cưới với người khác rồi đó. Cô Nguyên, cô đừng nói vậy. Việc này tôi khổ lắm, và Ngọc cũng chẳng vui sướng gì đâu. Anh khổ còn lâu. Có người yêu đau gần chết vì thương nhớ trong lúc anh hưởng hạnh phúc bên vợ đẹp, thì còn tha gian cái gì nữa? Tốt phúc lắm rồi. Nguyên, em đừng nên ác như vậy mà. Anh đừng phiền Thùy Vân. Tại vì em cảm thông được lòng của Thùy Vân. Yêu ở địa vị nàng em cũng thế thôi. Nàng có quyền hành động đến
làm sao anh xa em được. Anh yêu em đến suốt đời mà em. Em cũng còn yêu anh mà. Ngọc, sao hả Ngọc? Anh Châu. Chị Hai, bộ chị muốn bị gạt lần nữa phải không? Giải bài đi, tôi vô. Có gì á, chị đừng than thở với tôi à nghe. Anh và em sẽ như thế nào? Anh đâu có thể xa em được Ngọc. Đừng, đừng anh, đừng làm khổ nhau nữa. Nếu chúng ta không cương quyết xa mà
chết. Cha cứ hỏi lại lòng mình có đem bạn hay không. Vui hay là anh cứ giết em đi, thà chết liền chứ đừng hành hạ em chết dần thể xác. Chờ sống với anh mà tâm hồn tan nát, anh ở với em mà tưởng người khác bên mình. Ngày đám cưới em thấy anh lơ đãng vì hình ảnh của cô ta cứ lãng vãng ở bên anh. Em đau khổ một mình không dám thở than, cha mẹ còn không biết anh phụ vàng với em. Dữ ác hùng, biết lâu mà bây giờ em mới nói. Tại sao em bí mật dữ vậy? Bí mật? Ai bí mật hơn ai chứ? Hai người bí mật hết á. Thôi, ngủ đi, sáng là hả tính em à. Trời ơi, trời ơi, tôi tức lắm nè. Vậy chị đưa bức thơ đó đây cho em, em xé nát cho rồi. Đừng, đừng em. Chỉ vì tìm được một tâm hồn cũng đau khổ như mình, người viết được những dòng thơ này hậu cũng tuyệt vọng lắm đó em. Em đừng xé bỏ, trả lại cho chị đi. Chị Hai à, chị giữ nó để làm cái gì? Mỗi lần đọc là mỗi lần chị khóc. Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Em không biết mỗi lần chị khóc được là chị bớt đau khổ hay sao chứ. Sao chị cứ chịu đau khổ hoài chị? Không quên hẳn, chị không quên hẳn anh ta đi. Coi như là anh ta đã quên chị phải không? Chị cũng biết vậy. Tại chị xua đuổi người ta trở về với thuyền dân, bây giờ cháu đã làm đúng theo mình. Tại sao mình trách chứ? Trời ơi, chị Hai, sao chị khóc hát quá vậy? Chị Hai, chị em bình tĩnh nói cho chị nghe đi. Thấy chị bệnh hoạn ốm yếu như vậy, em chịu không có nổi đâu. Em muốn bán ngôi nhà này, mình chọn nơi khác cho chị. Không, không được. Đây là hương quả của ba má để lại mà em, chứ không phải là chị không muốn bán, để chị nhớ hoài cái kỷ niệm, phải không? Kỷ niệm buồn mà nhớ làm gì chứ. Nhưng sống cảnh này chị cứ bệnh hoạn, chị mỏi mòn thì làm sao mà em vui cho được. Ở trong nhà này, chỗ nào chị cũng thấy những kỷ niệm yêu thương ngày cũ. Ngày nào chị cũng nhớ, cũng mong chị dõi mắt chờ trông rồi ủ rũ đau buồn. Mình nên xa lánh những hình ảnh đau thương nghe chị. Đi đâu rồi cũng vậy thôi em mà. Chị đã để cho châu đi sâu vào cuộc đời của chị. Chị nhớ những đêm u buồn khi châu giận châu yêu.
bằng nửa con tim. Tình yêu đến là mùa xuân và ra đi là mùa đông, chỉ đã hiểu mà sao chị vẫn chấp nhận đau lòng. Trời ơi, chị đã tương tư một hình bóng của em Quyên ở nào, chị cũng ấp ủ bóng hình ai. Quyên ơi dân dâu chỉ thấy trời đất điều hiu, dân dâu một buổi tiếng sao nhiều nhớ thương. Trời ơi, chị đã lâm bệnh tương tư rồi. Bệnh gì thì cũng chữa được, nhưng mà bệnh này thì không thể nào chữa được. Chị Hai à, theo em nên bán nhà này xuống dì Út ở Sài Gòn nha chị. Quyên à, có vào dì Út gửi thư lên nhờ mình vay tiền. Hoàn cảnh dì Út thiếu trước hụt sau mà chị đang đau yếu thì về dưới sao được em. Dù sao em cũng quyết bán ngôi nhà này để đi nơi khác. Nơi đó em tin chị sẽ quên dần những kỷ niệm yêu thương qua thời gian cũ. Chỉ cần một đời sống khác, một khung cảnh khác. Còn ở đây chỉ làm cho chị khổ thêm mà thôi. Quyên ơi, không có chị thì em phải làm tròn lời chí huấn của ba mình. Lúc sanh tiền giờ thì khác. Họ ích kỷ tham lam và có hàng trăm thứ lý do để làm khổ đàn bà. Em nói như người từng trải lắm gì đó, tại em chưa gặp người yêu đó thôi. Chẳng bao giờ em gặp hết, vì em khinh tất cả bọn đàn ông. Mới gặp nhau thì tưởng chừng như thiếu vắng mình là họ chết đi được, nhưng về dài lâu họ lại biến chứng đủ thứ. Không trắc trở về gia đình thì cũng mê cô khác để mà bỏ mình. Bây giờ thì em đừng bán ngôi nhà này của cha mẹ. Chị sẽ rời khỏi nơi đây. Em có bằng lòng không? Chị Hai, chị giận em sao? Rồi chị tính bỏ đi đâu? Chị sẽ tới một nơi xa xôi lắm, tới một nơi mà chỉ có một mình chị đi được thôi. Chị Hai, tại sao ý nghĩ chết chóc nó cứ ám ảnh chị luôn vậy? Bài thơ của chị đặt đã gửi anh Châu, chị đưa đây, em xé cho bà coi. Quyên, em xé nay, nhưng bài thơ đó chị đã thuộc lòng mà em. Trời ơi, là chị không quên được Hoài Châu rồi.
con muốn bán gì hả? Nhà này đầy đủ hết á, không có mua gì đâu. À, dạ dạ không không, à, tôi không có bán gì hết. À, dạ tôi muốn gặp ông Châu. Ông Châu? Dạ. Cậu hai tôi hả? À, dạ tôi thì không có biết là cậu hai hay cậu ba gì hết. À, chị ơi, à, chị vô gọi ăn Châu, nói có người quen muốn gặp. Dạ, xin cô thông cảm giùm. Vì cậu tôi thức khuya nên giờ còn ngủ, tôi đâu dám gọi giờ này. Xin mời cô hãy bước vào trong ngồi chờ chừng một tiếng, cậu tôi sẽ dậy liền. Dạ, xin cảm phiền chị ơi, chị gọi bước giùm. Vì chuyện này không thể để lâu nên tôi mới nghỉ bán, chạy tới đây liền. Chị à, chị làm phước, chị gọi giùm cho khẩn cấp. Tôi tin rằng anh Châu không trách chị đâu. Dạ, chuyện này tôi không biết tính sao à. À, mợ hai đã thức dậy, chị có thể gặp liền. Không không, chị ơi, tôi muốn gặp anh Châu, có chuyện hết sức là cần. Chị... Ai hỏi tôi đó chị hai? Kìa, cậu hai đã thức. Ủa, Quyên, Quyên đi đâu vậy? Có chuyện gì không Quyên? Anh Châu, anh Châu ơi, chị Ngọc chết quá không khỏi. Hả? Ngọc sao vậy Quyên? Hả? Chị Ngọc của em như ngọn đèn sắp cạn dầu, lần mòn đến lúc tàn hơi. Anh Châu, xin anh đừng khinh em. Những gì xảy ra anh đừng nhớ tới nữa, làm chi lúc chị em sắp tàn hơi. Trời ơi, tôi rất tiếc thương cho đời Ngọc, canh qua trung chuyên còn sắp rụng tàn, số kiếp của Ngọc qua bé bàng. Thôi Quyên hãy ra đây theo tôi, phải cứu cấp Ngọc mà thôi. Dù anh với chị tôi không còn gì, lúc kiệt sức phải cho hay tức thì. Quyên ơi hãy ra xe mình đi cho kịp, để không còn gặp lại chị em. Đi em. Vừa mới đi với cậu đó. Dạ, dạ tôi không có biết. Chị không biết thật à? Dạ. Vậy chứ hồi nãy chị ở trong cánh cửa đó làm chi? Dạ, dạ bị gì tôi vô trong bếp mà không kịp, nên tôi định núp sau cánh cửa. Sợ cậu thấy rồi cậu tưởng lầm tôi nghe lén. Nghĩa là ở chỗ chị đứng lúc nãy, chị đã nghe rõ hết câu chuyện của cậu và cô kia có phải không? Chị cho tôi biết, nên nói thật tình, đừng có giấu giếm. Dạ. Cậu đi đâu và cô kia là ai? Thưa mợ, tôi đâu biết chuyện này. Đừng có giấu, chị phải nói ra ngay. Cái cô kia là ai chứ? Tôi nghe cậu nói, cậu phải lên xe đi cho kịp, rước bác sĩ để cấp cứu người ta. Lạ chưa, gấp cái gì mà không kịp thay đồ. Nhưng mà chị có biết cô kia tên là gì không? Quyên. Dạ. Quyên là ai? Trời ơi, Không lẽ ngoài cô gái ở trên đồi kia, Châu còn quen biết những cô gái khác nữa sao? Chị hai à? Dạ. Chị có nghe hai người nói những gì không chị? Dạ thưa mợ, hình như có người nào đó đang bệnh nặng lắm, sắp chết, nên cô kia mới gọi cậu hai đó. Nhưng mà người bệnh là ai, chị có nghe nói tên không? Dạ, dạ
Dạ thưa mợ, mợ cho tôi xuống bếp nha mợ. Con à, thằng hai nó đi đâu sớm vậy con? Dạ không biết ảnh đi đâu nữa má. Nó không có nói với con sao? Dạ không. Ôi, má nghe tiếng xe má mới thức giấc đó. Vừa xuống giường á thì xe đã chạy ra đường cái rồi. Má tưởng hai nó có dặn con chứ. Bộ ảnh có hứa đi đâu với má sáng nay hả má? Má định đi công chuyện, nó hứa nó lấy xe cho má đi đó. Vậy mà ảnh không có nói gì với con hết á. Thật là lạ, má tưởng nó đi có con. Tại má nhìn thấy có ai ngồi bên cạnh, má tưởng đâu là con đi theo. Không ngờ nó chờ cô nào. Bộ vợ chồng con có gì giận nhau? Vợ chồng mới không lẽ có gì hụt hạt? Dạ thưa má, vợ chồng con đâu có chuyện gì. Nhưng con thấy không hiểu gì sao mà chồng con từ cả tháng nay bỗng dưng tính tình của anh quá lợt lạc à. Đàn ông quá thì kỳ cục vậy đó con, khó yêu thương không phải như mình. Thét rồi cũng hòa hợp với nhau, trời xanh đàn bà mình cái đức như vậy, nên lần lần cũng được chồng mến chồng thương. Thiệt, cái thằng này nó kỳ cục quá. Để nó về rồi má hỏi coi. Đừng, đừng má. Má hỏi cái ảnh giận con á. Cái gì mà con sợ dữ vậy? Nó dám đánh con không? Nhưng mà con không có muốn cho ảnh buồn. Hay là má à, má đi công chuyện á, để con lái nha má. Con đi rồi rủi nó về không có con rồi sao? Để con viết thơ con để lại cho ảnh. Ừ. Nè, má ra xe chờ con nha. Dạ. Thôi ơi. Thô. Ủa, Châu. Cậu đi đâu mà sớm vậy? Anh đi với tôi ngay bây giờ. Ủa, bộ có ai đau nặng hả? Bác trai hay bác gái vậy? Ai đau vậy anh? Một người thân bệnh nặng lắm. Tôi năn nỉ anh, anh đi ngay giùm cho mà. À, Hoa. Dạ. Em gọi cô y tá giùm anh. Nè, để tôi mặc áo đi với cậu nha. Cậu ra xe trước chờ tôi, để tôi dặn cô y tá. Dân. Cô ra bảo bệnh nhân họ ráng đợi tôi nửa giờ nữa, vì tôi có người bà con đang bệnh nặng. Nè, cô nói cho khéo để họ đừng có phiền tôi nha. Anh à, ai đau nặng vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Coi bộ anh ấy anh thất sắc. Thôi mình đi đi. À, để anh điện thoại qua bên nhà của bác Bình để coi ai bệnh nha. Không nên, một lát mình cũng biết thôi mà. Nhưng mà ai bệnh em sớt bác sĩ làm gì? Mình hay bàn quanh quần đến nó biết liền. Cứu bệnh người ta cần gì biết ai. Cậu Châu cũng thân. Em hỏi để lo phụ. Nếu như mà người thân thuộc cũng như anh Châu mình phải tiếp tay. Ừ, thôi mình đi. Châu à, người con gái này cậu gặp từ bao giờ vậy? Tại sao yêu thương nhất trên đời mà cậu không cưới hỏi? Còn Thùy Dân, cậu không yêu mà cậu cưới làm gì chứ? Sao cậu đa mang quá vậy? Tôi khổ lắm anh, cũng do hoàn cảnh thôi. Mười thằng cha hai vợ, cha nào cũng đổ thừa tại hoàn cảnh cả. Anh Hồ à, anh đoán Ngọc đang bệnh gì vậy anh? Cái chính là bệnh tâm thần, rồi yếu tim, rồi phổi, nhất là phổi quá tệ. Trời ơi, tội nghiệp cho Ngọc quá. Nhà không tiền bạc, cô em buôn bán không đủ lo than thuốc cho Ngọc. Bệnh này cần sự an ủi cho thật nhiều mới được nghe cậu. Nhưng Ngọc có bằng lòng cho tôi được gặp mặt đâu. Nàng muốn dứt khoát hẳn với tôi, đừng gây khổ cho Thùy Dân. Lại một người đàn bà đáng thương vô cùng. Ngọc của cậu thật đáng quý mến. Ngọc đáng phục suốt đời tôi không quên. Hồ à, tôi nhờ anh hết lòng với tôi.
có bệnh nhân nào tôi không hết lòng đâu. Còn với cậu, cậu khỏi có lo. Dỗ anh em tôi hết sức nhiệt tình, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Cậu yên tâm, chỉ mong cô ấy ráng tịnh dưỡng thôi. Bây giờ cậu nên về nhà một chút đi. Sáng đêm nay cậu không về nhà rồi, có lẽ hai bác và cô Dân cũng lo lắm đó. Tôi về là tôi không thể đi được nữa. Không có tôi, Ngọc không có ai lo. Việc trị bệnh thì có tôi rồi, còn săn sóc thì có em của cổ. À, mà em của cổ cũng mới nói là tạc về nhà lấy chút đồ đạc cho cổ đó. Thôi, cậu về đi. Dân, mọi việc tôi nhờ anh. À, cô Ngọc, cô tỉnh rồi à? Kìa, sao cô khóc? Khóc không tốt đâu. Cô thấy trong người thế nào? Dạ, tôi không sao hết. Nhưng ai đem tôi vào đây? Quyên đâu rồi? Em gái tôi đâu rồi? Cô nằm yên, đừng lo sợ, đừng buồn. Ở đây cũng như trong gia đình cô thôi. Bác sĩ, nhưng ai đưa tôi vào đây? Em tôi đâu? Em cô về nhà lấy đồ sẽ tới ngay bây giờ. À, bên ngoài có người cần gặp cô. Cô có muốn tiếp không? Cần gặp tôi chỉ có hai chị em tôi. Trời ơi, Không lẽ Châu còn tới với mình chi nữa? Hay là Quyết đã cầu cứu với Châu? Anh Hồ. À, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Anh nói chuyện với cô ấy nhé. Cảm ơn anh, để tôi. Ngọc, em Ngọc. Đừng anh. Em đã tỉnh, trời còn thương anh, trời muốn cho anh chuộc tội với em. Ngọc ơi, anh đã làm khổ em đến nông nỗi này. Anh đừng nói vậy. Anh hãy cho em biết, anh đưa em vào đây hồi nào? Quyên đâu rồi? Sao Quyên nó bỏ em chứ? Em đừng hỏi gì hết. Quyên phải về coi chừng nhà, chứ làm sao Quyên bỏ em được. Ở đây có anh rồi, và mãi mãi anh sẽ ở bên em, lo lắng em trọn đời. Xin chớ nên quá lời rồi đổi giờ với dân làm sao. Yêu nhau phải đối trao tâm tình, những tình này anh có yêu đâu. Anh chấp Ngọc, dù gì gia đình đã làm lễ cưới, nếu anh không tình thì anh đã không ưng. Nếu anh quý không tuân lời thì làm gì cưới chi người ta. Tưởng em đuổi xua anh hoài nên về nhà cưới ngay thì dân. Ngọc, sao trời muôn kiếp yêu đăng, giờ thì không còn gì băn khoăn. Thôi chúng ta nên sống vào trong mơ. Ngọc ơi, mặc dù chúng ta tình buồn như ngọn cỏ gió quyển cho tình nhạt mây trời tan xa,
Nhưng tình có xa như ngọn gió thì tâm hồn ta quyết gần nhau như bờ môi mộng đó trao tình. Không thể nào ngăn cách nữa đâu em. Anh thề sẽ không bao giờ để cho em khổ nữa. Ngọc à, em không tin lời anh sao? Bao giờ dối gạt em bất cứ chuyện gì. Nhưng em phải hứa với anh là sáng tịnh dưỡng để bình phục. Chừng nào em hết bệnh, anh sẽ... Không, em không thể chờ đợi được nữa. Em muốn anh phải trả lời ngay bây giờ. À, bác sĩ tới kìa. Ngọc đã tỉnh lại rồi anh à. Vậy mà lúc nãy cậu hoảng hốt lên. Tôi bảo không sao mà. Nè, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dạ. Anh ra với anh Hồ một chút nha. Anh Hồ à, có chuyện gì vậy anh? Cậu bậy thật. Tại sao đêm qua cậu không về nhà? Tôi lo cho bệnh tình của Ngọc quá anh à. Lo cái gì? Tôi đã bảo đảm mà cậu không tin tôi. Để bây giờ rắc rối quá chừng. Cô Dân đi tìm kiếm cậu cùng hết á. Nhưng Thiều Dân tin là tôi bị bạn bè cầm chân về không được. Cậu tưởng là Dân tin lời cậu lắm sao? Tại Ngọc vẫn mê man bất tỉnh, làm sao tôi yên tâm được? Châu à, tôi muốn tâm tình với cậu. Dân, tôi nghe đây. Châu à, ở đời này không thiếu gì người một cảnh hai quê. Tôi biết lúc còn là người tình nhân thì người đàn ông là người khổ nhất. Lúc thành vợ chồng là người đàn bà khổ nhất. Tôi biết hiện giờ Dân đang gánh nhiều phiền phức trong đời. Đôi khi muốn nói tiếng ghen nhưng dòng. Nhưng tôi thấy hai người đều muốn xây mộng yêu đương. Dân thì cũng dồn hết tình thương, còn Cố Ngọc cũng tương đương không thua gì vợ cậu. Đàn ông thì lúc nào cũng ngô thanh thời tìm lý thú, nhưng hai người đàn bà đều yêu cầu vô cùng. Tôi thấy hai người không lỗi lầm gì đáng trách. Tại sao cậu không hỏi lòng mình trước khi cậu muốn yêu? Để bây giờ cậu hối hận ba
Tôi đã nói chuyện của tôi hết cho anh nghe mà anh vẫn không hiểu tôi. Sao không hiểu? Nhưng cậu không còn cách nào khác hơn là tập nói láo sao? Nói láo? Ừ. Thôi anh, tôi đang rầu thấy mồ mà anh còn ghẹo tôi nữa. Ai ghẹo cậu làm gì? Thật tình đó, cứ tập nói láo đi. Nhiều khi họ cũng biết là mình nói láo nhưng vẫn bằng lòng hơn. Sự thật đó cậu, ông nào có vợ bé cũng đều nói dốc hết á. Những lời bịa đặt của cậu đôi khi lại là liều thuốc an thần, giúp cho họ ngủ yên. Đàn bà nào cũng có niềm riêng, nhưng cái thứ nhất là hay ghen chồng, mà không ghen là điều rất đáng sợ. Một là cặp sừng, hai là chính nợ. Dẫn dơi chui sáng này nghĩa là nói lao cách nào cho cô ấy tin tưởng, cũng như Ngọc Bình như vậy, chú nghe vui vẻ cho cô vui vẻ. Trời đất ơi, nếu mà bây giờ tôi nói lao sao này thôi. Dĩ nhiên rồi, vì cậu nói dốc với tôi là cậu chỉ mong cho nàng hết bệnh và sống một cuộc đời bình thường thôi mà. Phải, nhưng mà Tôi biết cậu còn thương Ngọc nhiều lắm. À, mà thôi, mình vào với cô ấy đi. Kìa, đừng cô. Cô cứ nằm nghỉ, cô đừng lo ngại gì nữa. Tịnh dưỡng ít lâu sẽ khỏi hẳn. Cảm ơn bác sĩ. Không còn gì phải lo nữa ha anh. Điều quan trọng tôi cần phải dặn cô là tránh buồn rầu vô ích. Những gì đã dĩ lỡ rồi thì đừng có nghĩ ngợi tới lui mà hối tiếc buồn phiền. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Thôi, tôi về nghe cậu. Dạ. Châu, em gọi anh à. Bác sĩ tử tế quá. Anh với ông ấy thân với nhau từ hồi nào vậy? Cũng 5-7 năm rồi em à. Anh Châu à, bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi lúc nãy chưa? Tại sao anh có mặt ở đây? Còn chị Thùy Vân thì sao? Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Anh Châu, thì lúc nào em lại không bình tĩnh đâu. Vậy em cần hiểu rõ điều này, đến lúc không giấu làm gì. Chúng ta gặp hoàn cảnh trớ trêu, anh yêu em nên không muốn em hiểu lầm. Nhưng em chỉ mong có thế. Bây giờ anh trả lời em đi, tại sao mà anh ở lại nơi đây, còn chỉ Thùy Vân chỉ như thế nào? Vân ở nhà để lo chuyện gia đình, còn em bình làm sao anh xa em. Chừng nào em thật khỏe anh mới yên lòng. Nghĩa là chúng ta ở trong vòng bế tắc, anh có vui gì ấy để đến với em. Thùy Vân đâu có quyền kiểm soát anh, anh muốn đi đâu làm gì thì làm. Anh Châu, vậy là em đã hiểu. Tình trạng của chúng ta chưa có gì sáng sủa, nhưng em cảm ơn anh đã nói thật. Như em đã nói, chúng mình không thể tiếp tục như vậy nữa anh à. Không, Ngọc, em đừng nói như vậy. Làm sao mình xa nhau được em? Anh Châu, Thùy Vân cũng là đàn bà, Thùy Vân cũng biết ghen biết khổ như em. Em sống như vậy với anh, chúng ta cũng không có hạnh phúc gì đâu anh à. Ngọc, anh hỏi em, em còn yêu anh không? Em yêu anh, yêu anh mãi mãi. Vậy em cho anh cơ hội cuối cùng được không em? Cơ hội gì?
cho anh trở về nhà gặp Thì Dân để nói thẳng vấn đề. Vấn đề gì? Anh sẽ nói rõ cho Thì Dân biết mối tình của chúng ta. Anh nói rõ chuyện tình yêu của mình, còn nàng là quyết định bất ngờ. Không, anh không có quyền làm như vậy. Anh đừng nói là không yêu Thùy Dân. Em sợ rằng anh nói không chân thật, không yêu đời nào anh đem lấy vợ. Cưới hỏi đàng hoàng mà anh còn dối làm chi? Nhưng hiện tại lòng anh chỉ có em ngự trị, sống với Thùy Dân anh thấy hoàn toàn vô vị. Đã trễ hứa rồi, chị Thùy Dân đã mất tất cả. Rồi nàng sẽ tìm được, vì nàng quá giàu sang. Anh tưởng giàu sang sẽ giúp được con người, có những thứ mà nhất là tình yêu. Sao em không lo cho bản thân mình, khi không còn gì thì hạnh phúc còn đâu? Dĩ nhiên là em sẽ khổ một thời gian, như em đã nói với anh. Nhưng em sẽ đủ can đảm vươn lên trong cuộc đời, vì có tình yêu của anh giúp sức. Tuy xa nhau, nhưng em biết lúc nào anh cũng yêu em. Như vậy là đủ lắm rồi. Còn anh, anh mà xa chị Thùy Dân, chị ấy sẽ không còn gì nữa cả. Sao em không nghĩ tới anh? Không có tình yêu của em, anh sẽ ra sao đây? Quyên, em mới đến đó hả? Chị Hai. Quyên, sao em xanh quá vậy? Trời ơi, xanh đâu mà xanh. Chị đau rồi tưởng ai cũng đau hết như chị hả? À, anh Châu, anh ở với chị suốt đêm qua hả? Quyên à, em vô rước chị về phải không? Không, chị còn bệnh, chị cần phải tịnh dưỡng lâu mà. Em mà ở lâu rồi tiền đâu mà trả hả em? Chị này, thì miễn sao chị hết bệnh thôi mà. Anh lo cho em không được sao? Quyên à, em ở đây với chị nha. Anh về nhà một chút anh sẽ trở lại. Dạ. Ngọc à, em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Lành bệnh trước đã, rồi sao sẽ hay. Không, anh Châu, anh hãy ở nhà với chị Thùy Vân. Không có anh, em vẫn lành bệnh được mà. Anh mà trở lại đây, Em cắn lưỡi chứa cho anh cười. Ngọc, Ngọc ơi, em làm chi cho khổ như vậy? Chúng mình vẫn còn thương nhau, tâm hồn vẫn luôn kề cận, dù nghịch cảnh khổ đau. Không rắc rối gia đình, em sẽ lạnh bình làm lại cuộc đời. Chị Hai đừng quyết liệt như vậy, em thấy tội nghiệp cho anh Châu. Quyên, chính em khuyên chị điều đó. Em nhớ trước đây em đã lên án anh Châu cỡ nào không? Chị Hai, tại hoàn cảnh của anh Châu khổ lắm, em đã hiểu anh Châu rồi chị. Không, anh Châu nên về đi và đừng bao giờ gặp nhau nữa, nếu anh muốn em còn sống. Được rồi Ngọc, em đừng nói nữa. Anh sẽ không trở lại đây nữa. Vĩnh biệt em. À, có phải nhà ông Châu không ạ? À? Dạ, dạ tôi muốn hỏi ông Châu. Đi vắng hồi sáng sớm tới giờ ạ? À? Đi chừng nào về bảo gọi lại bác sĩ Hồ nghe. Dạ cảm ơn. Chết, bậy quá. Phải chi mình dặn đừng có nói cho Thùy Dân biết. Lỡ mà cô ở này nói lại Thùy Dân thì rắc rối to nữa. Sao lâu quá vậy anh? Bệnh sao mà anh ở trong bệnh viện sáng đêm vậy chứ? Bệnh cũng khá nặng, phần không thể đưa về đây được. Ủa? Sao vậy anh? Cậu ấy không muốn, vì bệnh nhân là người yêu của cậu ấy.
Châu không muốn bên nhà hay biết. Ai biểu anh ấy có vợ mà còn tham lam. Đàn ông của mấy người tôi sợ quá chừng à. Em sợ cái gì? Bộ đàn ông nào cũng tham lam, đâu phải đàn ông nào thấy gái cũng ham. Xin lỗi, em nói em mà em quên nghĩ lại. Em nói đàn ông mà quên trừ anh ra. Vì em quá tình cho với đàn bà. Em ghét ai mà giết chồng người ta. Em mà chuyện riêng chú ấy thật sức dài. Sống khổ không như mình tưởng đâu. Hồi chập tối em có điện thoại qua bên nhà nữa. Nhà nào? Nhà của anh Châu. Chi vậy? Dạ em muốn hỏi xem có ai bệnh mà. Trời đất, thôi chết cậu Châu rồi. Rồi có gặp ai không? Dạ đâu có gặp ai. Em nói chuyện với chị ở thì phải á. Cũng may là em không gặp Thùy Vân. Nếu gặp thím mấy ở đầu dây bên kia thì tội nghiệp cho Châu hay không. Thùy Vân là nạn nhân, còn anh Châu là người gây ra chuyện. Mình khoan trách quan cho anh Châu. Mình hiểu rõ, mình sẽ rộng rãi nhiều hơn. Em tưởng anh không trách cậu Châu sao? Nhưng ở đời mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Có khi mình ở vào hoàn cảnh họ, mình mới hiểu quẩn khúc của lòng người. Nhưng dù sao anh Châu đã cưới Thùy Vân, còn đeo bồng làm chi em nghĩ là chú quá tệ. Cậu Châu mới hứa hôn với Thùy Vân, chỉ một thời gian thôi hủy bỏ hôn lễ liền. Rồi sau đó Châu bắt đầu yêu Ngọc, vì hoàn cảnh khiến Châu Ngọc không thành. Vì mẹ cha nên Châu cưới Thùy Vân, sau này nói chung hai người đàn bà rất xứng đáng như nhau. Anh, em xin lỗi anh nha. Dạ thưa má. Châu, con đi đâu suốt đêm qua tới giờ con mới về? Thưa má, con có chút việc riêng chưa giải quyết xong. Xin má để cho con thời gian, con sẽ thưa với má. Con không còn tin má nữa sao? Dạ, con đâu dám. Không dám sao giấu má? Chuyện gì xảy ra cho con? Ai đe dọa con phải không? Con nói đi, má sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Không ai đe dọa con hết, má đừng có lo. Chuyện riêng tư của con mà. Riêng tư là chuyện gì? Má đừng hỏi nữa. Nói được thì con nói rồi, đâu để cho má hỏi hoài vậy. Thôi, con lên lầu ạ. Dứt khoát thằng này, nó có chuyện gì mà nó giấu đây nè. Anh mới về. Sao em khóc? Việc gì mà phải khóc? Tại em mừng là anh đã trở về với em. Em không hiểu sao em sợ bâng khuâng quá. Em sợ chuyện gì? Em sợ anh đi luôn, anh bỏ em một mình. Làm gì có chuyện đó. Tại các bạn rủ ren, anh sợ họ buồn. Các bạn của anh ác lắm. Muốn mời chồng người ta phải cho vợ người ta hay. Những bạn đó đó thật đáng trách vô cùng. Em gặp mặt hả là em sẽ nói thẳng á. Mà thôi, mình có mệt lắm không mình? Thôi mình đi nghỉ một chút đi nha. Không em à, anh có mệt nhọc gì đâu. Bộ má mới rầy anh ở dưới phải không anh? Không, nhưng anh muốn hỏi em điều này. Em có tin lời anh nói hay không? Sao lại không tin? Vợ chồng á, em không tin thì còn biết tin ai? Em không tưởng là anh đã lừa dối em sao? Anh nói gì? Anh lừa dối em? Phải, anh không thật với em. Anh bịa chuyện bè bạn lôi kéo anh. Trời ơi, anh Châu, tại sao vậy anh? Tại sao lại lừa dối em? Mà anh đã đi đâu?
như thế này hoài được. Bề nào chúng mình cũng có một lần giải quyết cùng với nhau. Mình ơi em có chi lỗi lầm, mình khổ do đâu ai đi ra mà phụ. Mình nói em nghe để em lo liệu, mà chuyện gì giải quyết nhau mình nói liền xem sao. Anh biết là em sẽ khổ vì anh, mà đối với anh cũng chẳng vui gì. Mình sống với nhau mãi như vậy cũng vô, mà còn với nhau ta tính sao em đẹp. Anh nói gì em chưa hiểu anh, mà chuyện gì anh không. Dân, em đừng làm như là em không biết chuyện của Ngọc. Chính em đã gặp Ngọc rồi mà. Thì ra là câu chuyện của Ngọc à. Bây giờ thì như thế nào hả anh? Ngọc đã hứa với em là không bao giờ gặp lại anh nữa. Lời hứa đó em đã tin bằng lời. Rồi bây giờ chắc Ngọc đã thất hứa rồi phải không? Nhưng chuyện lòng đâu giải quyết qua dễ dàng. Chính vì hoàn cảnh đó mà bê tắc thật sự. Sao lại bê tắc? Anh nói em không hiểu gì cả. Chúng ta yêu nhau đã thành vợ chồng, hay là anh muốn chia sẻ hai lòng có phải không? Ngọc yêu anh đã làm khổ cho Ngọc. Nhưng mà em và Ngọc đã giải quyết xong rồi. Chúng em hiểu rõ và cam kết nhau rồi. Ngọc hứa là xa anh khi em là vợ của anh. Trời đất ơi, chuyện tình yêu mà em nói cam kết làm như mua bán trao đổi chuyện gì? Chữ tín em đã quý trọng từ xưa nay. Hơn nữa là chồng vợ, đừng ai phá hạnh phúc đôi mình. Người ta đã cao thượng nhường cho em được vui vầy hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đam thầm tuổi nhục. Khi em ăn chửi người ta những lời thô tục nhất trên đời, lợi dụng bức ảnh em xài xế Ngọc tới bời. Đâu có anh. Nhưng em quên rằng tình yêu Ngọc đến trước, còn em là người được cha mẹ định bước du quy. Đã lỡ rồi anh không muốn gửi chuyện làm chi. Nhưng nay thì lưỡng tâm anh không thể quên đi tình cảm. Người được danh nghĩa thì không thấy chi là buồn tham, còn người mất tình yêu họ ám đạm vô cùng. Hỉnh đầm cá mà không dám nói, cứ đuổi anh về lòng anh đau nhói cả con tim. Tội nghiệp người cao thượng thì không được yêu, còn người tìm hạnh phúc cũng không được nhiều tình yêu. Bây giờ sao hả anh? Ngọc còn thương anh và muốn giữ anh lại phải không? Không, Ngọc không muốn gì hết. Nàng không muốn sống với anh đâu. Sao vậy? Vì nàng không muốn làm khổ em, không muốn anh mất dần đi cá tính tự nhiên khi phải sống chung với hai người đàn bà. Trời ơi, bây giờ Ngọc đang trên giường bệnh và bệnh tình thập tử nhất sanh. Chị ấy ở đâu? Em có thể đi thăm được không anh? Hôm qua anh không đến kịp là Ngọc đã chết rồi. Anh đi suốt đêm không về cũng chỉ vì bệnh của Ngọc trầm trọng quá. Em nghĩ nếu em được phép đi thăm chị Ngọc lần này sẽ thông cảm nhau nhiều. Biết đâu lần thứ hai sẽ tìm ra biện pháp vui vẻ đôi bên. Em gặp để nói những gì có thể cho anh được biết. Thiệt, anh cũng không biết tính sao. Rối quá.
Em tưởng là anh đã có quyết định khi trở về nhà rồi chứ. Còn chị Ngọc, chị Ngọc tính như thế nào anh? Ngọc chẳng tính gì hết. Nàng không muốn gặp mặt anh nữa. Nàng muốn anh trở về với em thôi. Thể xác anh trở về đây, mà tâm hồn của anh ở bên chị Ngọc. Vậy chắc anh khổ đôi đàn lắm phải không anh? Dân, anh hỏi em định gặp Ngọc sẽ nói gì? Thôi, anh đã không tính được thì hãy để cho chúng em liệu lấy. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc, có ai ở nhà không? Cô Quyên ơi, cô Quyên. Ai đó? Dạ tôi đây. Chị Ngọc đó hả? Chị Thùy Vân. Chị Ngọc, em tưởng chị còn ở bệnh viện nên đến đó kiếm, nhưng ở đó cho biết là chị đã về nhà rồi. Chị, hôm nay chị đỡ cho chị. Dạ, cảm ơn chị. Tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Mời chị dùng nước. Thiệt, em tôi nó lo quá, nó quên châm nước rồi. Chị để đó cho em. Trời đất ơi, sao mà chị ốm quá vậy? Còn cô Quyên đâu rồi chị? Dạ, em tôi nó đi bán chưa về. Chắc chị ở bệnh viện mới về hả? Làm sao chị biết tôi đi bệnh viện? Ai nói với chị vậy? Anh Châu nói, anh ấy cho tôi biết là chị đang bệnh trầm trọng. Chị Ngọc à, tôi... chị muốn hỏi chi? Tôi muốn xin lỗi chị chuyện này. Chị, tại sao chị lại nói vậy? Đáng lý ra tôi phải xin lỗi chị mới phải chứ. Không, chị cho tôi nói hết. Chị Ngọc, tôi đã lợi dụng lòng tin của chị về bức ảnh ngày lễ hội. Vì em quá yêu anh Châu. Lợi dụng tấm hình chứ không thể làm gì khác hơn. Nhưng mà tấm hình đó là lấy mối của Thùy Vân. Hỏi và cưới nhau thì có bao xa, nhưng cùng là vợ chồng rồi ơi. Không
phải tôi tới đây để yêu cầu chị những điều gì nữa hết. Tôi biết dù có làm gì đi nữa thì tâm hồn anh Châu cho tới chết cũng không xóa được vết thương lòng. Mới bước vào yêu thì đã bước về bên chồng. Cái buồn là đêm này tôi chờ xuống bỗng Châu điện về nói mẹ bạn rủ ren. Rồi sáng này Châu thú thật với tôi, nói là chị đau nặng thập tử nhất sanh sắp chết rồi. Tôi bàng hoàng không nói năng gì hết mà xin được kiếm thăm để có chút bạn đồng hành. Cảm ơn chị đã nhỏ lòng thương tôi. Còn chuyện anh Châu với tôi đã chết hẳn rồi. Không bao giờ tôi gặp anh Châu nữa đâu. Chị Ngọc, lời của chị nói tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng tôi biết anh Châu sẽ khổ sở đến suốt đời. Sáng nay Châu đã nói hết những gì em trai. Chị Ngọc ơi, giữa ba chúng mình sẽ xích lại gần hoàn cảnh khổ đau, cho nên em muốn tìm chị để chia nhau hạnh phúc. Nay gặp được chị rồi em vô cùng cảm xúc. Chị vui với chị và cho em được tiếp tục thăm chị luôn. Tâm tình với chị mà nước mắt em trào tuôn. Tuy chị nghèo mà chị cao thượng, còn em giàu mà tình yêu còn đang mà Thùy Vân cũng khổ như tôi. Trời ơi, chị Ngọc, chị sao vậy? Chị Ngọc tôi xin thề với chị không bao giờ. Chị Ngọc, chị không bao giờ bỗng rụng cả tay chân, run lẩy bẩy lạnh cả toàn thân.
Em hỏi chưa kịp trả lời thì máu phun đầy mình à. Thím à, ôi thấy chuyện này cũng rất là tai hại. Nếu không khéo thím sẽ bị đưa ra pháp luật. Vậy thím hãy mau mau điện cho chú biết chuyện này. Trời ơi, em không ngờ chuyện xảy đến như vậy. Thôi, thím bình tĩnh để cô vào xem bệnh ra sao. Anh Châu, chị Ngọc em đau mất rồi. Máu không nhà hết. Cô mau lên xe đi. Tôi biết rồi. Anh biết gì? Chị hai em ở đâu? Hả? Sao vậy anh? Sao mà máu không nhà hết vậy? Này nè, giết sắp mai của Thùy Vân nè. Có phải Thùy Vân giết chị hai em không? Phải không? Tôi cũng chưa rõ thế nào nữa. Thùy Vân vừa mới điện thoại từ phòng mạch anh Hồ, bảo rằng Ngọc đang hấp hối. Trời ơi, chị hai tôi. Bà Thùy Vân, Thùy Vân đi đâu vậy? Tới nhà tôi đi làm cái gì? Muốn giết chị Ngọc tôi nữa sao? Chị tôi đã nhường nhịn hết rồi mà. Bây giờ cô ấy còn muốn giết luôn nữa à? Quyên, em cũng nên bình tĩnh lại. Vì mình chưa gặp được Thùy Vân nên khuyên em đừng nên kết luận. Khi đầu đuôi mình chưa nắm được, gặp mặt nhau rồi mới hiểu rõ trắng đen. Nhưng Thùy Vân đến nhà tôi để làm chi vậy? Chị tôi đốt nhà thương là để lanh mặt. Đã trốn về nhà rồi mà Thùy Vân cũng đi tìm kiếm. Chị tôi có bề gì hả? Thùy Vân không có yên đâu. Thùy Vân định gặp Ngọc lần cuối cùng trước khi tìm một giải pháp cho tai ba. Còn giải pháp gì nữa? Chị tôi chịu khổ một mình lanh mặt anh dứt hết đoạn tuyệt rồi sao? Quyên, sao cô không chịu hiểu cho tôi? Ngọc muốn dứt khoát, nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Cô không thấy sao? Tôi đã nói hết nỗi lòng tôi cho Thùy Vân biết, để tùy nàng liệu tính. Thì ra là vậy. Anh muốn chị ấy tìm giải pháp là để giết chị tôi mà. Cô bình tĩnh đi. Lên xe, tôi đưa cô đến nhà thương, rồi chúng ta sẽ rõ. Tôi đây. Ai đó? Tôi nghe mà không biết ai. Bác sĩ Hồ đây. Cô không nhận ra sao? Trời ơi, bác sĩ ơi, sao tôi không thấy gì hết? Không nghe được rõ ràng. Có phải tôi sắp chết rồi phải không? Làm sao tôi lại ở đây? Cô Ngọc à, không sao đâu. Cô đừng ngại gì hết. Cô đừng nói lớn. Cô vừa ra máu nhiều lắm đó. Máu? Phải rồi. Tôi đang nói chuyện với chị Thùy Vân mà. Chị Thùy Vân đâu rồi? Cô ấy đang ở ngoài. Bác sĩ cho tôi gặp chị ấy. Cô Ngọc à, không nên đâu. Cô nói chuyện nhiều quá không có tốt. Để tôi chích cho cô một mũi thuốc nghe. Đừng. Bác sĩ, tôi biết mà. Tôi biết mình không sống được lâu đâu. Cho tôi gặp Vân và em tôi. Tôi không muốn để cho Thùy Vân phải bị ngờ. Con yên cứ an tâm.
vẫn được. Bác sĩ ơi, lỡ tôi có chết rồi, người ta vẫn nghi ngờ. Quyên đó là em gái của tôi, nó nông tánh không ai hơn. Chỉ còn hai chị em sống bao sĩ có giấy viết gì không? Làm ơn cho tôi mượn. À, có. Nè, có viết gì thì viết ít thôi, vì cô còn đang bệnh mà. Để tôi ra mời cô Thị Dân vào đây cho cô nghe. Để cho Thùy Dân khỏi bị tiên quan, mình phải viết vài dòng để lại. Và sẵn đây, mình cũng có vài chữ để vĩnh biệt Hoài Châu. Cuối cùng của chị.
của thế gian này nữa. Ngọc ơi, em có nghe chân tiếng thét gào của anh đang quỳ bên xác em mà ta lôi? Em có biết chân lòng anh đang đau nhói và quất nghẹn trào dâng làm cho anh lạ cha lệ tuôn dòng? Dân đã chở cô ấy vào đây cấp cứu mà. Quyên ơi, tôi đến nhà để nói với chị Ngọc phải tha lỗi, và tôi đã năn nỉ hết lời để chia sẻ nỗi cô đơn. Hai người đàn bà xích lại gần, mình chia nhau hạnh phúc, tôi thấy cùng vẹn vẻ đôi đường. Nhưng chị Ngọc đã dứt khoát thề gặp Châu nữa. Tôi gian lớn hết lời nhưng Ngọc nào cũng nghe. Bỗng tay run chân lạnh và mặt của chị lại tái xanh. Ngọc bị tổ huyết tôi đưa liền vào đây. Cô mưu mô, cô xảo quyệt lắm. Lạc bộ chở chị tôi đi cấp cứu để chạy tội cái gì? Anh Hồ, sự thật ra sao vậy anh? Anh hỏi làm gì nữa? Tôi không tin bác sĩ này đâu. Tôi sẽ nhờ nhà chức trách can thiệp. Cô Quyên, cô hãy xem bức thơ này của ai. Trời ơi, tôn chữ và chữ ký của chị tôi đi mà. Đừng ai nghi ngờ cho thuyền dân. Tôi chết vì trở bệnh thần linh. Chị biết. Xin lỗi chị, trong lúc tôi đau lòng quá, không kịp nghĩ suy. Xin lỗi bác sĩ. Dạ, chị tha lỗi cho. Chồng, tôi xin chia buồn cùng cậu. Dù cậu có thương Ngọc đến đâu thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Cậu hãy lo tống tán cho Ngọc chu đáo,
để an ủi linh hồn Ngọc nơi chính suối. Dân, nhờ anh lo thủ tục cho tôi được chở Ngọc về nhà. Được, để tôi lo. Ngọc, Ngọc, em... Yeah.